Hiện tại là quán chị đang chuyển điểm từ 53 Lạch Tray ra số 165 Vũ Trọng Khánh. Có 3 lối đi vào thì mình có thể đi vào từ đường Thiên Lôi, đường Quán Nam và ngõ 420 Lạch Tray. Giờ này quán chị là có thêm view bờ hồ. Mùa đông thì chị đang bán chuyên về nướng lẩu, còn mùa hè thì chị sẽ đẩy mạnh thiên về bia cỏ, đồ nhậu bình dân. Đồ nướng thì trước đây là chị bán đều là bò bẹ tươi. Đợt này thì chị mới ra thêm 3 set combo để cho các bạn có nhiều sự lựa chọn, là combo dành cho hai người, combo bạn bè và combo gia đình. Combo thấp nhất là giá dao động là tầm từ 250 đến 450. Ngoài nướng ra thì bên chị là lẩu rất là đa dạng, như là mới có lẩu đuôi bò, lẩu thái tôm răm hải sản, lẩu cá thác lác, lẩu canh củ. Có đồ nhậu như là bò cuốn lá cải, sách bò xào khế, chân gà chiên mắm, rang muối Hồng Kông, đậu tẩm hành, đậu chiên xả ớt, khấu đuôi chiên giòn, mực chiên bơ tỏi. Giá dao động cho những món nhậu thì chị làm là chỉ từ 80 đến 100 nghìn một đĩa. Không gian ở quán chị cũng vẫn là thiên về không gian thoáng mát. Giờ này quán chị là có thêm view bờ hồ để dành cho khách là muốn mà ngồi bên ngoài, vừa có view cây xanh mà lại còn ngồi bên bờ hồ, hè uống bia rất thích hợp. Thời gian mở cửa bên chị là từ 17:30 đến hết khách. Sắp tới thì là sang tuần chị sẽ mở bán thêm cả trưa nữa cho những khách có nhu cầu muốn ăn trưa.